Xin chào mọi người, lại là Ren đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review nick của bạn Neozom. Ok, cảm ơn bạn đã cho mình một đặt đề sâu cho mọi người cùng xem. Đó. Và nick của bạn này thì đã có để giành được 16.063 pha lê, rất là nhiều pha lê nha. Chuẩn bị để roll con bé lên tầng hay là đèn ở phiên bản 7.5. Chúng ta thì sẽ cập nhật lên phiên bản 7.5 vào ngày thứ 5 tuần tới nhé mọi người. Đấy, mọi người nhớ nhá, thứ năm. Chúng ta đã có cái live stream sảnh tiếp khách chưa? Hình như là cái live stream sảnh tiếp khách đấy là nó có trước một tuần đúng không? Hay sao? Mình không để ý. Nhưng mà nếu như mà có cái live stream đấy thì sẽ có rất là nhiều mã code và mọi người nhớ điền cái mã code đấy để có thể nhận được 200 pha lê. Và sau đó thì có một số cái mã nữa, mỗi mã thì 100, à mỗi mã thì 60 hoặc là 120, cái đấy thì tùy. Nhưng mọi người nhớ điền nhé, bởi vì những cái mã code đấy nó sẽ hết hạn rất là nhanh. Gần như là nếu như hôm trước có mà hôm sau mọi người chưa có nhập cái mã đấy vào là nó đã hết hạn rồi. Nó chỉ có trong khoảng là tầm độ 24 giờ rồi hết mã rất là nhanh, cho nên là nếu như mọi người thấy cái mã một cái là mọi người nhớ nhập luôn, chứ quên một cái là mất tự nhiên mất mất teo phúc lợi bao nhiêu pha lê. Kiếm pha lê thì nó cũng đâu phải là dễ đâu mọi người. Đó, để xem nào. Đâu rồi? Cái gì? À, của đâu phải thành tựu ra. Sưu tầm à. Huy chương. Ok, nick của ông này thì đã lên tổng được 2.382 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Ui, tháng 11 năm 2017 là những gọi là những thuyền trưởng đầu tiên của Honkai Impact luôn, là một trong những người tiên phong. Vỗ tay. Nhưng mà sau mới, 2.380 ngày là bao nhiêu năm? 2.380 ngày là được mấy năm rồi ta? Đầu để mình tính nhé. Ui, bây giờ maximum là 2.100. Tại vì lâu lắm rồi mới show được một cái nick từ 2017. Lâu lắm rồi, trước kia show suốt cho nên là mình cũng đâu là 282 chia 365. Ồ, 6 năm rưỡi rồi. Bây giờ nha, chúng ta có quà maximum là 2.100 ngày. Chắc đến anniversary năm sau là chúng ta sẽ có thêm cái quà 2.000 mấy ngày. 2.003, 2.002 gì đấy. Cứ cách 300 ngày. Đúng. Tích lũy 1.500 ngày này, 1.800 ngày này, 2.100 ngày và 2.400 ngày. Ui, vị thanh niên này cũng sắp được cái quà 2.400 ngày sắp tới nếu như mà có any. Ui, 6 năm rưỡi luôn. Lâu nhỉ. Có khi là thanh niên này phải... cũng thuộc dạng là chơi game cực kỳ là chăm và cũng cực kỳ là lâu luôn ý. 6 năm rưỡi mà gần 7 năm trời rồi. Bây giờ chúng ta đang là any mấy năm? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Any 7 năm, 6 năm. Không biết, không nhớ, thật sự không nhớ nữa. Nhưng mà wish nè. Ok, đâu xem là thanh niên đấy còn nạp hay không. Ở đây thì bạn ấy cũng có nạp đến lock 9 rồi. Còn thiếu 21.632 pha lê nữa là sẽ đạt đến được no 10. Và tổng cộng là bạn ấy đã nạp 78.368 pha lê. 78.000 lại tính tiếp 78 chia 3 26 triệu. 6 năm rưỡi 26 triệu. Nếu như mà chia đều 6 triệu, 26 triệu cho 6 năm thì sẽ là 26 chia 6 cho 5 rưỡi đi. Thì sẽ là mỗi năm nạp vào đấy 4 củ. 4 củ ok. Chắc là có nạp PP, có nạp cả Battle Pass và đương nhiên và sẽ có nạp cả mấy cái gói thẻ. Gói nạp thẻ các thứ bla bla. Ok, đây đâu nha, mình sẽ lướt qua một lượt cho các bạn xem cái dàn Valkyra của bạn này. Thì xương xưa là có rất là nhiều mấy bộ skin đẹp. Valkyra thì chắc là cũng chẳng thiếu gì nữa rồi. Quá là tuyệt cả là vời. Những Valkyra phần 1 thì sẽ rất là đầy đủ. Và cũng không biết là liệu Valkyra phần 2 bạn ấy có đủ không. Đây là rất là nhiều những cái nhân vật mà có những cái bộ skin từ cái đời Tống rồi. Rất là nhiều bộ skin xưa cũ. Mobius này, có cả bộ skin của Nick Ocean lắm thì thử đấy. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu 3 nhân vật nữa. Đó chính là Her Human, Vin V và
Kiana Katslana hỗ trợ Fnality. Trong đây thì ok, cũng có nhân vật khá là từng gọi là on meta một thời của con hơi trở Fnality này, có thiêu đốt rồi. Cháy. Ok, hơi trở Fnality có cháy rồi. Hơi Human cũng chưa có. Vậy thì không biết là cái thời mà kiểu của team chịu hơi chờ với lại thời của hơi chờ Human gáy to thì không biết là thanh niên này sống kiểu gì ta, không hiểu là ngáp kiểu gì. Ok, nói chung là dàn vật kia nó rất là khủng luôn. Tuyệt cả level. Sâu theo team đi. Mình có nên sâu theo team hay là sâu theo nhân vật? Ok, lâu lắm rồi thì chúng ta không sâu theo kiểu nhân vật. Thì lần này nhân tiện một cái nick già làng, cực kỳ là già luôn và kỳ là chơi lâu, chúng ta sẽ sâu theo từng nhân vật một nhé. Đầu tiên là Kiana Castellana, chúng ta có rất là nhiều giáp của Kiana. Đầu tiên là Brazier. Brazier có bộ skin này thì bây giờ nó có bán lại trong shop nhậu thời gian hay sao ấy. Bạn ấy đang lắp full set ra cắt lượng với lại cây súng tinh linh Halloween sưu tầm thôi. Bởi vì những nhân vật này thì out meta hết, không có dùng được nên là lắp mấy cái này cho đẹp. Ok, cũng được. Giá cắt lượng này chính là Teresa rank A. Hồi trước là mọi người sẽ cầm Teresa SA đi support vật lý đấy mọi người. Bây giờ thì chúng ta cầm toàn là những nhân vật mới thôi. Tiếp theo là Moonlight. Moonlight cũng 3S có skin. Đây là bản pháo biện dương, trần lên 165, top mid Kipler và bot Cleopatra. Những cái màu tím ấy, những cái vành màu tím này, tức là nó sẽ có cái skill chung giữa nhân vật bình thường và nhân vật thức tỉnh linh hồn. Bây giờ thì không còn cái dạng thức tỉnh linh hồn nữa, nhưng mà trước kia có rất là nhiều dạng thức tỉnh linh hồn. Thức tỉnh linh hồn của SKM, của Moonlight sẽ là hơi chữa The Void. Đấy, bây giờ thì không còn thức tỉnh linh hồn nữa đâu. Trước kia nhân vật thức tỉnh linh hồn gần đây nhất là ai ta? Không nhớ. Mà lâu lắm rồi. Bây giờ thì không có cái kiểu đấy nữa rồi mọi người ạ. Bạn nào mà chơi trước đây thì mới biết. Đây, bạn ấy có bộ skin bikini của Kiana. Mèo dưới trăng, ok. Nhân viên điên và Lier xanh, thiên hỏa thánh, Ranger cực mạnh SSS. Đây là Kiana rank A. À, Kiana rank B chứ. Súng chi phối, hơi chữa The Void thì bạn ấy cũng có ở mức rank SSS. Và có bộ skin Magical Serene, vùng đất hư vô và full set Serene phải cần full gear. Hơi chữa Flemption rank SS1, 1581. Đó, 1581. Ê, nếu như bạn nào mà không có cái bộ skin này của Hunter Flemption ấy thì chúng ta sẽ lấy kiểu gì ta? Cái skin này thì nó là skin trong Spending Any, không nhớ là năm nào nữa, mà lâu lắm rồi. Tiếp theo là gì, mấy aka nồi cơm điện. Nồi cơm điện thì chúng ta cũng chỉ có 6 giáp thôi, cũng ít nhỉ. Mây cũng ít giáp chứ không có nhiều. Lightning Queen SSS này, triệu trọng từ bạo trạm gì đây. Tesla Bank và Isaac Newton, Blaze Strike, di vật thành ba đời, di vật nha, mấy cây di vật cũng thuộc hạ là đồ cổ đấy, đồ cổ mà, ngựa hồn gì đấy, Shadow Dance rồi thì hư vô đao. Ôi mình nhớ cái cây hư vô đao này vãi, cái cây hư vô đao này mình phân giải rồi. Cái cây này cũng thuộc dạng là lâu lắm rồi mọi người ạ. Hồi đấy là có, mình nhớ là mình có roll được ra cây hư vô đao này, xong rồi cho mây cầm này, xong rồi cho cả Jae Sakura cầm đi đánh luôn. Ui, hoài niệm vậy, hoài niệm kinh khủng. Hơi chiều Origin, ok, hơi chiều Origin SS và full gear. Bạn ấy cũng ghê đấy, lên được mức rank SS rồi. Và cuối cùng thì là hơi chiều Thunder đang ở mức rank SS3. Tôi có 1623 cây Thunder Narukami, có bộ skin nhá. Hơi chụp Thunder, thanh niên này chơi lâu thế và hơi chụp Thunder chưa lên được 3S nhỉ. Mình thấy kiểu người ta toàn có hơi chụp Thunder 3S hết thôi. Tiếp theo là Boronja. Mọi người thấy không? Boronja là một nhân vật cực kỳ nhiều giáp luôn. Đầu tiên là hơi chụp Chus S mấy? Ok, S0, à ở S0 và full gear. Hasobuni, hơi chụp Recent End of Star The Worst 3S full đồ. Warp Down này, đây là Sanowi Sniper, Jababuki Amon, Jababuki mọc sừng ấy. Là mọi người hiểu vấn đề rồi nha. Thứ sinh ngân dược SS có skin nỏ lá rau trông hay nhỉ. Bathory, trời ơi, Elizabeth Bathory gì. Ok, còn đây là Dimension Bunnery.
Himiko thì sao? Himiko thì cũng có hai bộ skin, đây là một bộ skin cô dâu và một bộ skin cái bộ đấy, cái bộ đấy là phải mua hay sao? Ok, tiếp theo là dàn Teresa. Teresa chúng ta có một Valkyria đang trong meta, đó chính là Luna vùng đất. Ok, full gear và ở Mugen S0 thôi. Sắp tới thì Luna sẽ có skin rất là đẹp. Skin là mãi mãi bên nhau, collab với lại thuyền trưởng ấy. Không biết là mọi người có roll không, và cũng không biết là nick này của bạn ấy có roll hay không. Ok, full set thủy kính cánh diều than thở. Đây là Teresa Apocalypse God Caron, di vật thánh 11 nha, lại một cây di vật nữa. Top Mikyuta và bot Isaac Newton có bộ skin thiên ngữ hiền giả nhé. Đây là bộ thiên ngữ hiền giả có thay đổi cả hiệu ứng. Hôm nay chán đời và đây lấy lấy God Caron đi leo vực xem như nào nhé mọi người. Gọi là tự làm khó bản thân đấy. Lời thề cao cả. Fuhua cũng là một nhân vật khá là nhiều giáp. Ôi dồi ôi, thấy chưa? Phan Hoang mặc dù S0. Chấn level. Đây là chấn rồi hả? Mình tưởng chấn nó phải màu sẫm chứ nhỉ? Chấn level 65 này. Tính ra là nick mình cũng có cây này nhưng mà mình không có để ý mọi người ạ. Roll về xong roll full gear cái xong vứt đấy và full set gear. Ok, chúc mừng bạn ấy đã có full phen hoang full đồ và đặc biệt là bạn ấy có bộ skin thiên hạc thái hư. Trời ơi, đây là bộ skin duy nhất có cái background này nhé mọi người, hơn nữa có cái con hạc bay bay nữa, quá đẹp, hiệu ứng quá đỉnh, tuyệt cả là vời alpha này, ẩn bao tay. Đây, đối với lại những vua đời cũ thì chúng ta có cái phần gọi là ẩn bao tay, còn những vua đời mới là nó sẽ tự động ẩn luôn, nó sẽ không hiện luôn nhé mọi người, không hiện bao tay luôn. Zoro, Katarina gì đây, Phục Hy Thư đúng không? Phục Hy Thư, Shakespeare với lại Cleopatra. Đây này, bộ skin này cũng rất là đẹp, bộ skin này phải xứng đáng là hơi chờ nha, để vãi trưởng luôn. SSS. Ok, thực thời công trở lên 65 và full set gear rank SS. Vua SKM Long Quang Jada và đây là Vân Mặc Can Tâm. S mấy? S2, thức tỉnh linh hồn từ vua tinh vệ. Đây bạn ấy có skin váy cưới của phu vua. Đẹp quá. Trời ơi, phu vua Kazumi. À, làm gì có phu vua Kazumi, Kazumi lấy gì? Đẹp thật đấy. Bởi vì gần như là những cái bộ giáp của phu vua toàn những cái bộ trông rất là ngầu lòi, kiểu trông như đàn ông ấy, người đàn bà lực điền của Honkai mà. Nhưng mà tự nhiên có một bộ của AE, ui nó kiểu nó nền nã, nó thướt tha, nó dịu dàng quá, đẹp đẹp vãi. Golden Rosemary SSS này, gì đây, full set Windea, Windea hay là Will, mình không biết là mình có đã đọc phát âm đúng chưa. Đây nha, Sakadi và SF1 rồi. Ok, đây là Adana Artemis, Sing, Yae Sakura có skin nha, Kusamiko ngự lên leo hàn ngục băng thiên và top scoding the mid top top mèo mid mây và boss Shakespeare. Top top mèo mid mây và boss Shakespeare quá chuẩn luôn. Cái này là đúng kiểu cái set mà cách đây 5 6 năm gì đấy về trước, khi mà UA vẫn đang ở trong meta là cầm cái set này là set chuẩn đó mọi người. Đấy mọi người thấy không? Hồi đấy không có cái kiểu là chấn ra chấn phái đâu, hồi đấy mình toàn lắp mấy cái set nồi cháo heo thôi mọi người ạ. Hồi đấy ai mà có top mèo nó cũng hơi bị well đấy, bởi vì top mèo không có cày được nha. Hồi đấy để mà có top mèo là hơi bị mệt đấy, hơi bị khó kiếm ấy. Đời mà này cũng có skin này đẹp nhỉ. Mình thì mình lại không được chơi cái hồi mà Kazumi ở trong meta, nên là mình cũng không biết là con bé này nó sẽ như nào. Không biết, mình không chơi nên mình không nhớ. Hồi đấy mình bỏ game mà, tầm 2019 thì đấy là mình bỏ game tầm 2 năm không có chơi. Ok, đây là Flame Show SS và có skin Yae Sakura. Ôi Linh Đa Cherry Tuyết này. Và full set Yae Sakura hình như mình còn cái set này không nhỉ, hay là mình phân giải rồi ta? Biết thế để đấy sưu tầm. Kailan cũng
Nohime đúng không? À không, bạn ấy phân giải hết những cái set Nohime rồi. Edwin Hubble, Đỗ Vĩnh Than. Ok, đây là chị Malin với lại Sele. Sele hơi chiều Reverse Rank S0, tấn công 1431 chấn và full set gear, có skin. Thế như này nạp tiền và là mua hết skin luôn. Có khi nào là full hết skin không ta? Nhưng mà đẹp thật. Đây nha. Đây mình show cho mọi người xem. Sele hơi chiều Reverse trong đêm điên vĩnh hằng là có hai dạng, cho nên là chúng ta sẽ có hai bộ skin khác nhau, và mình thấy là bộ méo nào cũng đẹp, đẹp điên luôn, đẹp quá là tuyệt vời. Gì đây, Mid Blank và Boss Đen, công chúa ngủ trong rừng, tấn công 1500, điệu máu tươi, bị ngận song sinh và Nick, Nick S mấy, Nick S0, đối với phục máu hợp nhất và full set Vener, Vener, Vener hay Vener, Duranda và Asuka, Duranda này, Asuka này, Fit, Alicia, à không. Ok, Fit thì có điểm vào 3D với lại full set Wang Yan Zi, Duranda có skin này điên cho ra SSS. À không, 2S thôi, thường có tinh cho nhân mã SS1, HQ Bạch Hoa. Kể ra bây giờ mà mấy bạn newbie mà chơi, sau đó các bạn lấy mấy cây GK này đâu ra nhỉ? Bây giờ bên nơi cũng không có, muốn lấy cũng không lấy được ấy. Khổ thật đấy. Bây giờ mình nghĩ là MioYo nên tạo điều kiện để newbie lấy GK mà không roll, không cần roll, lấy bằng cách nào đấy, có thể cày cuốc hay là gì đấy. Chứ bây giờ roll thì cũng chả để làm gì đúng không? Bởi vì bây giờ là mấy cái cây này nó cũng không còn, nó không không còn trong meta nữa, lấy về cũng phí. Mình thì mục đích chỉ lấy về để tăng ATK thôi, tăng lực tấn công thôi, nên là mong là những phiên bản sắp tới là sẽ fix lại cái vấn đề này. Còn nếu mà đợi cái banner cái banner tiếp tế hỏa lực thì 1 tỷ năm nó mới xuất hiện một lần, thì lấy bao giờ mới đủ 14 cây, bao giờ mới đủ một đống như thế, lâu lắm. Duranda ok, bài này cũng full đồ rồi. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ sâu đến dàn anh Kiệt Trục Hỏa nhá. Apronia, Glacier, Vinh Vi, đúng không? Ok, đây chính là cái dàn anh Kiệt và một số những nhân vật khác. Đầu tiên thì là Apronia quẩy S2 và full gear, có skin trong đợt spending này. Chết rồi. Glacier không phải anh Kiệt nhé. À đúng rồi, Glacier là anh Kiệt mà. Xin lỗi. Mỏ neo du thuyền Van Gogh, bạn ấy cũng có bias full đồ full gear. Mấy nhân vật Rania thì chủ yếu sâu skin thôi, bởi vì ai chả full gear đúng không? Nông dân còn full, nói húng chi là wow. Ôi, Glacier nhỏ, skin đẹp nhỏ. Skin đẹp thật đấy. Eden. Mobius có skin này. Đây là bộ con gái của san hô nha mọi người, 9600 pha lê. Đẹp quá. Thay đổi cả cái ghế ngồi, bây giờ sẽ là cái này. Bình thường thì sẽ là cái ghế này. Bộ này cũng thay đổi này. Đấy, nhưng mà riêng với bộ con gái của san hô thì sẽ là ngồi trên con sứa. Đẹp dai. Mua biết váy hồng. Hơi chưa ở khi mình với lại Vinvi thì bạn ấy không có. Ok, tiếp theo sẽ là Lý Tố Tường, AI, Susanna và những nhân vật còn lại. Gần như là bạn ấy chẳng thiếu gì luôn. Đương nhiên rồi, người ta chơi game quá lâu và cũng làm kha khá vào đây rồi. Đầu tiên thì bạn ấy có The Dream Graver, tấn công 1433. Ok, chấn vào full đồ rồi, Alexandra, và có luôn skin nhé mọi người. Rất là đẹp, rất là mạnh. Suari full gear, TA3S full gear. Susanna, Susanna là Valkyra duy nhất bạn ấy không muốn nuôi. AI3S full gear, có skin. Ôi, bạn ấy không có bộ skin trong đợt collab rồi. Lý Tố Thường 3S full đồ và Sirin full gear S3 rồi. Đấy thấy không? Không thiếu. Đấy chả thiếu gì cả. Cuối cùng là những nhân vật phần 2 có vòng sao này. Ở đây thì bạn ấy có, đầu tiên thì là
gì Thelema tấn công 1460 chấn dát vàng đồng điệu level 2 luôn. Wow, quá đỉnh luôn. Senadia tấn công 1453 chấn. Ok, và full gear rồi. Thelema full gear, Senadia full gear. Wow, chấn đồng điệu level 2. Cũng full đồ. Đây là Helia tấn công 1319. Và cuối cùng đó chính là Corariel. Ok, 3S và ai cũng đều full gear hết. Chấn đồng điệu level 3 luôn rồi. Người ta wow phải như thế, không thiếu một cái gì cả, nhà cái gì cũng có. Về dàn nhân vật trợ chiến F thì bạn ấy có Nhược Thủy 2 sao, Lane 3 sao, Fnidia 2 sao, à 3 sao, Kiana Kush là 4 sao và Bundy Check 3 sao. Ui rồi quả sông quê 2S luôn. Ron được quả sông quê 2S này chắc cũng ngốn, hơi bị nhiều tiền mà đấy, hơi bị nhiều pha lê. Đâu để xem nào. Tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 84 toàn server. Đây là đối với thanh niên ở trên vực X nhá, không phải là khu cao đâu, trên vực X. Ok, boss không dây 39.880 và thủ tục tiếp 47.792, đứng thứ 82 toàn server luôn. Vực thì đang ở vực vô tận, tịch diệt vô tận. 33.180 cúp, 3.280 cúp. Ui, toàn tốt thôi. Này, đứng thứ 5 này cộng 100 cúp, đứng thứ 4 cộng 100 cúp này. Pisacha. Đấy á. Mặc dù bạn ấy không có Susanna nhưng bạn ấy cầm cái team này. Đứng thứ 5 luôn. Boss này thì ok chuẩn rồi, bạn ấy cũng có dùng quê SS là tuyệt cadaver. Đấy, tịch diệt này, tuần này thì bạn ấy chưa có đánh. Boss lần này thì nó là mấy con boss boss bụi sao Colonio hơi mệt. Ok, nick này là thuộc dạng gọi là ra làng rồi, chơi cực kỳ lâu và cực kỳ là chăm chỉ, cày cuốc các thứ là cũng khá là nhiều, và skin cũng rất nhiều, vũ khí rất nhiều và nhân vật cũng rất nhiều, chẳng thiếu cái gì. Tịch diệt tuyệt Calaver. Ok, và mọi người thấy nick của bạn Neo Zoom như thế nào thì comment xuống bên dưới để chúng biết. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video, và sắp tới mà chúng ta sẽ cập nhật lên phiên bản 7.5, và bạn nào mà có nhờ mình là tiếp tế hộ thì có thể inbox vào đường link phở bò giúp mình nhé. Ok, và ngày đấy thì mình sẽ có livestream, và mọi người nhớ đón xem livestream gacha phiên bản 7.5 để chuẩn bị roll con bé đèn về. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.